Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Mến chào tất cả quý vị anh chị em đã vào diễn đàn VMI Vlog. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 2024 giờ California là 12 giờ 06 phút buổi trưa giờ California. Mình xin tóm lược bản tin hôm nay. Tin Việt Nam thì bên Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề cử ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước cũng như là chủ tịch Quốc hội, có người phó lên thế và họ sẽ đưa ra cuộc bầu cử cho vấn đề Việt Nam, cũng như Tổng thống Zelensky ông đã xác nhận là Ukraine đang mất một khoảng 200 cây số vuông lãnh thổ do Nga tấn công vào những tuần vừa qua, và tại lý do thiếu vũ khí cũng như là một chuyến xe lửa bí mật chở ông Bộ trưởng Ngoại giao Blinken của Hoa Kỳ đến Ukraine, cũng hứa hẹn để ủng hộ Ukraine để đủ số vũ khí để mà chống lại Nga cũng như Pháp và các nước Âu Châu tăng cường để ủng hộ Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Ở California thì có cái hãng xe VinFast đã không trả tiền mướn của cái nơi mà họ để xe bán đó, gọi là dealer, thì đã bị kiện trên tòa án San Francisco. Cái bãi đậu xe đó là thuộc về thành phố Coma, cách San Francisco khoảng 15 cây số. Sau đây mình đọc một số tin tức. Các đồng minh của Hunter Biden được cho là đang xem xét thành lập một quỹ bảo vệ pháp lý cho anh ta sau khi người đứng đầu hỗ trợ tài chính cho anh ta, luật sư giải trí Hollywood Kevin Morris, nói với mọi người rằng anh ta sắp hết tiền để tiếp tục giúp đỡ anh ta. Tức văn phòng luật sư nói hết tiền rồi thì sẽ không có tiếp tục, bây giờ gây quỹ tiếp. Sự quan tâm đến quỹ quốc phòng mới xuất hiện chỉ một tháng trước khi Hunter Biden phải đối mặt với hai phiên tòa hình sự, cả hai đều sẽ bắt đầu vào tháng 6. Nó xuất hiện sau khi những cuộc điều tra tương tự về quỹ hợp pháp dành cho con trai tổng thống Joe Biden được xem xét vào cuối năm, ngoài NBC News đưa tin. Các trích dẫn nhiều nguồn tin quen thuộc nỗ lực của năm ngoái và năm nay. Bốn người tín cận tổng ông Biden cho biết các đồng minh của ông đã thảo luận về việc thành lập một quỹ quyên góp nhỏ công cộng, nhưng đó là một biện pháp cuối cùng nếu họ nỗ lực tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ các nguồn lớn hơn không thành công. Họ cũng cho biết vẫn chưa có quyết định nào về việc thành lập quỹ quốc phòng dự phòng, cái này nó dịch ra là quốc phòng. Biên tập viên Rich Lowry của National Review nói với Newsmax rằng tổng thống Joe Biden và chiến dịch tranh cử của ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai cuộc tranh luận tổng thống. Nhưng ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhận được thỏa thuận duy nhất mà ông sắp được đưa ra. Hãy nhìn xem Biden có đòn bẩy vì gì phe của ông ta. Ông ấy nói rằng ông ấy có thể không tranh luận tổng thống. Trump thực sự muốn một cái cuộc tranh luận và muốn càng nhiều cuộc tranh luận càng tốt. Vì vậy điều đó đã mang lại cho Biden đòn bẩy để áp đặt các điều kiện mà ông ấy muốn, một cuộc tranh luận sớm. Lowry nói với tờ báo hôm thứ Bảy Mỹ. Ngay bây giờ, bạn biết đấy, điều Biden thất bại vào ngày 27 tháng 6 thì vẫn còn thời gian để phục hồi, có thể cuộc tranh luận thứ hai sẽ không bao giờ xảy ra. Không có khán giả thường trường quay, điều mà rõ ràng Trump có xu hướng chán ghét, nhưng vẫn không có ai trong phe Trump hôm nay khóc lóc vì họ đã bị cướp. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Trump vẫn giữ quan điểm mọi lúc mọi nơi trong lúc các cuộc tranh luận, bởi vì họ tin rằng Biden không thể đối đầu với đảng Cộng hòa. Lowry nói thêm với người dẫn chương trình Tom Bessel. Để chờ coi hai cuộc tranh luận này như thế nào.
Tin liên quan tới cuộc thăm dò tháng 4 của Bloomberg Morning Consult cho thấy 51% cử tri đã ghi tên ở 7 bang xung đột quan trọng nói rằng họ đã có khá hơn về mặt tài chính với dưới thời Tổng thống Trump, nhưng chỉ có 32% nói rằng họ khá hơn với thời Tổng thống Joe Biden. Điều này chủ yếu là họ lạm phát tích lũy với thời Biden là 19.4% nhưng chỉ là 1.4% khi Trump rời nhiệm sở. Ngoài ra, trong khi thu nhập cá nhân thực tế bình quân đầu người, số tiền sẵn có để chi tiêu sau thuế và được điều chỉnh theo lạm phát đã được cải thiện dưới thời Biden thì con số này chỉ bằng 1/4 so với thời Tổng thống Trump. Điều này đáng khiến thu nhập khá dụng trong thời đại Biden trở thành một trong những điều tồi tệ nhất trong bất kỳ nhiệm kỳ Tổng thống nào sau Thế chiến thứ hai. Khi được hỏi về 15 vấn đề kinh tế, 4.969 người đã trả lời cuộc khảo sát rằng giá cả hàng hóa ngày là một mối quan tâm số 1 của họ. Đối với đại dịch COVID khiến nền kinh tế Hoa Kỳ đóng cửa, Trump đã bơm 3.5 nghìn tỷ đô la vào nền kinh tế thông qua các cuộc kiểm tra kích thích và các biện pháp cứu trợ khác để cứu nó. Biden đã chi 10.000 tỷ đô la trong 3 năm cầm quyền, khiến nợ quốc gia tăng 1 đến 34.5 phần trăm nghìn tỷ đô la và thúc đẩy lạm phát lên đỉnh 9.1% vào tháng 6 năm 2022, nhưng vẫn ở mức là cao là 3.4%. Tỷ lệ thất nghiệp với thời Biden được dự đoán sẽ ở mức trung bình là 4.1%, mức thấp nhất đối với bất kỳ tổng thống hiện tại nào, ngoại trừ nhiệm kỳ 65 và 69 của Lyndon Johnson. Do đó, các lý do để người Mỹ cảm thấy hài lòng về nền kinh tế trong những năm Biden, nhưng vấn đề là cả giá cả gia tăng cao gần 20% gây tổn hại cho tất cả người ở đây. Đây là lý do tại sao Trump đánh bại Biden trong cuộc thăm dò này đến cuộc thăm dò khác. Thì dân Mỹ thì họ quan tâm tới cái túi tiền thôi, vấn đề khác thì lo phủ. Tin liên quan tới Tổng thống Joe Biden đã bỏ qua kỳ nghỉ miễn phí tại các nhà của những người ủng hộ giàu có trong các cuộc biểu mẫu đạo đức hàng năm được tiết lộ cho công chúng trong tuần này vì phạm quy tắc minh bạch liên bang đã 40 năm tuổi. Việc không ghi chú 4 kỳ nghỉ hè vào năm 2023 xảy ra khi vài ngày sau khi ProPublica nhận được giải Pulitzer cho hoạt động phóng sự điều tra về việc các thẩm phán tòa án tối cao nhận quà và đi lại miễn phí trong nhiều năm. Theo đạo luật đạo đức trong chính phủ năm 1978, các quan chức liên bang phải liệt kê quà tặng trong báo cáo công khai tài chính hàng năm. Theo các tài liệu, Biden không liệt kê bất kỳ thời gian lưu trú nào trong các mẫu đơn mà ông đã ký. Đặc biệt trong kỳ nghỉ, Richard Painter, người từng là luật sư trưởng về đạo đức của Bạch Cung với thời Tổng thống George W. Bush, nói với New York Post, nếu cố tình bỏ sót một món quà, một lời nói dối có chủ ý, điều đó rất có thể bị truy tố như một tội hình sự. Thế anh đi chơi 4 kỳ một năm mà không có khai, biết cái lợi quyền lợi đó như thế nào. Tin liên quan, Tổng thống Anthony Fauci đã nói dối trước Quốc hội. Trả lời Rich McConnell, Cộng hòa ở Georgia, nói với Newsmax hôm thứ Sáu rằng ông tin rằng tiến sĩ Anthony Fauci, cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh dịch truyền nhiễm quốc gia, đã nói dối tới Quốc hội khi ông làm chứng về nguồn tài trợ của chính phủ tại Viện Virus Vũ Hán ở Trung Cộng. Mick McConnell với The Record, Greta Van Susteren và người dẫn chương trình khách mời Tom Bessel, tôi thực sự tin vào bằng chứng mà chúng tôi thấy rằng anh ấy có liên hệ với Quốc hội. Fauci, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Joe Biden về đại dịch từ năm 2021 đến năm 2022, đã làm chứng trước Quốc hội vào tháng 5 2021 rằng Viện Y tế Quốc gia là một bộ phận chưa bao giờ và hiện tại tài trợ cho việc đạt mức chức năng nghiên cứu tại Viện Virus Vũ Hán. Theo nghiên cứu, đạt được chức năng bao gồm các thí nghiệm nhằm tìm cách khả năng lây truyền và hoặc động lực của mầm bệnh. Những lời khai của Fauci đã bị mâu thuẫn hôm thứ Năm bởi Phó Giám đốc Lawrence Thibault, người đã làm chứng trong phiên điều trần của tiểu ban lựa chọn giám sát Hạ viện về đại dịch Corona, mà McConnell phụ vụ rằng
đã tài trợ cho nghiên cứu đạt được chức năng thông qua EcoHealth Alliance tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi nhiều người tin rằng coronavirus đã phát rò rỉ từ đó. Fauci, người đã chỉ nghĩ việc trong chính phủ không chỉ nói với quốc hội rằng đó không phải xảy ra thông qua, mà Peter Daszak, chủ tịch của EcoHealth Alliance, công ty đã nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán bằng tiền tài trợ của liên bang cũng nói như vậy. Và Cornish cho biết ông đã muốn đối chất với Fauci, 83 tuổi, người sẽ ra làm chứng trước tiểu bang vào ngày 3 tháng 6 về lời khai của Tabrak và các bằng chứng khác được phát hiện về phòng thí nghiệm Vũ Hán và nguồn tài trợ của chính phủ. Thì nó đi nói lại, hồi xưa giờ ông này thì ông cũng nói láo hồi đó. Ông thượng nghị sĩ Renfrow thì ông cũng đưa ra vấn đề này rồi. Tin liên quan tới cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên dự kiến của đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Sáu thông báo rằng ông đã nhận lời mời tham gia các cuộc tranh luận Tổng thống lần thứ tư chống lại Tổng thống Joe Biden. Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social rằng một tranh luận thứ tư sẽ được NBC và Telecommunications truyền hình. Một điểm mấu chốt chính chiến dịch tranh cử của Biden đã từ chối cuộc tranh luận Tổng thống lần thứ ba, chưa nói đến cuộc tranh luận lần thứ tư. Tôi đã chấp nhận cuộc tranh luận Tổng thống lần thứ tư chống lại Biden lương lẹo lần này, nói với NBC Telemundo. Điều quan trọng với tư cách là những người theo đảng Cộng hòa và chúng ta chiến thắng với cộng đồng người gốc Tây Ban Nha vĩ đại của mình, những người mà Biden đã tàn phá, lạm phát tê liệt, giá tăng cao, tội phạm trên đường phố, và chúng ta là sự hỗn loạn trên biên giới ngày diễn ra cùng các cuộc tranh luận tổng thống đã được chấp nhận trước đây của chúng tôi trên CNN, ABC và Fox Trump đang. Tin liên quan đến chính phủ Texas, tiểu bang Texas về kiểm soát biên giới. Thêm công nghệ máy bay không người lái vào phương pháp của chính phủ Texas, Greg Abbott được sử dụng trong chiến dịch ngôi sao cô đơn trong cuộc chiến ngăn chặn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào bang của ông từ Mỹ Tây Cơ. Văn phòng của Abbott cho biết trong một thông báo báo chí hôm thứ Sáu rằng ông, một người điều hành máy bay không người lái của chiến dịch Lone Star gần đây, đã phát hiện hai kẻ buôn lậu ma túy băng qua biên giới Hoa Kỳ với những gốc bọc lừa nhựa lớn. Khi lực lượng vệ binh quốc gia Texas phản ứng, cả hai nghi phạm đều bỏ chạy trên một chiếc xe gần đó. Lính của Bộ An toàn Công cộng Texas đã truy đuổi chiếc xe và chiếc xe đã bị rơi. Một nghi phạm đã bị bắt và người còn lại trốn về Mỹ Tây Cơ. Qua cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ 24 phao ma túy và trị giá trên 60.000 đô la. Ngoài ra, vào đầu tuần này, lực lượng vệ binh quốc gia Texas đã sử dụng công nghệ máy bay không người lái để hỗ trợ các nhân viên thực thi pháp luật, bắt giữ 4 người nhập cư bất hợp pháp vượt biên. Cả 4 người đều buộc tội xâm phạm hình sự, thông báo báo chí cho biết. Vệ binh quốc gia Texas tiếp tục làm việc cùng với các đối tác tương tự, thực thi các pháp luật của tiểu bang và địa phương để ngăn chặn, răn đe, đẩy lùi các đồng tội phạm xuyên quốc gia cũng như các hoạt động vượt biên bất hợp pháp trong biên giới Texas và Mỹ Tây Cơ, thông báo cho biết. Abbott phát động chiến dịch ngôi sao cô đơn vào tháng 3 năm 2021. Máy bay không người lái, bây giờ sao mới nghe nói cái đó dễ, đáng lẽ là làm lâu rồi chứ. Tin liên quan tới Do Thái, trong phiên điều trần hôm thứ Sáu, The Hague Do Thái đã tuyên bố đã phát hiện ra gần 700 đường hầm bên dưới thành phố Rafah ở miền nam Gaza và khoảng 50 trong số đó đi vào Ai Cập. Trời, 50 đường hầm qua xuyên quốc gia luôn. Quan chức Bộ trưởng Tư pháp Do Thái Gila Noel đã xuất hiện tại Tòa án Công lý Quốc tế trong tuần này để điều trần vì yêu cầu từ Nam Phi ban hành lệnh ngừng bắn và nhằm ngăn cản hoạt động quân sự ở Rafah. Trong phiên điều trần hôm thứ Sáu, Noel cho biết những cáo buộc cho Nam Phi đưa ra, trong đó có tuyên bố rằng Do Thái đã vi phạm công ước diệt chủng và hoàn toàn khác biệt với thực tế và hoàn cảnh. Ông nói thêm rằng vụ việc chế nhạo cáo buộc diệt chủng ghê tởm Do Thái đang tham gia là một cuộc chiến mà họ không muốn mà không bắt đầu. Nước này đang bị tấn công và đang chiến đấu để bảo vệ chính mình và công dân của mình. Noel nói Hamas đã thề sẽ tiếp tục nhiều lần hành động tàn bạo của ngày 7 tháng 10, đặc biệt Rafah là tâm điểm cho hoạt động khủng bố đang diễn ra. Gần 700 đường hầm đã được xác định ở Rafah, từ đó có khoảng 50 đường hầm đi vào Ai Cập. Những đường hầm này được Hamas sử dụng để cung cấp vũ khí và đạn dược.
và có thể sử dụng để đưa con tin hoặc những người điều hành cao cấp của Hamas ra khỏi giải Gaza. Tin liên quan tới chính quyền của Biden. Chính quyền Biden tuyên bố tăng thuế mạnh đối với một loạt hoạt động hàng hóa của Trung Cộng trong tuần này. Mức thuế mới đối với hàng hóa của Trung Cộng trong một số lĩnh vực được chọn như xe điện, chất bán dẫn, pin mặt trời, sản phẩm thép, nhôm và vật tư y tế thường tăng gấp 3 hoặc gấp 4 lần mức hiện tại. Tùy thuộc vào sản phẩm, mức thuế cập nhật sẽ có điều lực vào năm 2024, 2025 và 2026. Leo Brenner, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, mô tả việc tăng thuế là phản ứng cần thiết đối với việc Trung Cộng tiếp tục đầu tư bất chấp năng lực quá mức ở Trung Quốc và làm lạm tràn ngập thị trường toàn cầu với hàng sản xuất khẩu được định giá thấp do các hành vi không công bằng. Bà nói thêm rằng việc tăng thuế phù hợp với chính sách quản lý cạnh tranh có cả trách nhiệm với Trung Cộng của Tổng thống Joe Biden là chính quyền đang hợp tác với các quốc gia khác để giải quyết những lo ngại của chúng ta về các hành vi không công bằng của Trung Cộng. James Lewis, giám đốc chương trình công nghệ chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia đã mô tả lợi thế của Hoa Kỳ. Toàn bộ ý tưởng cho rằng bạn có thể thương mại mở trong giới hạn ở Trung Cộng mà không có rủi ro đã biến mất. Ông nói, chính quyền Biden đã làm rất tốt khi nhận ra rằng công nghệ và kinh tế cũng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn sức mạnh quân sự truyền thống, và còn sự cần thiết phải hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Cộng với chúng. Rồi đó, giờ bây giờ mới nói vấn đề tăng thuế. Hồi đó cái số người bên Biden nói ông Trump tăng thuế là có hại cho cái người dân Mỹ tại mua hàng cao. Bây giờ ông Biden thì lúc cuộc thì ông cũng tăng thuế đối với Trung Cộng. Các cựu công tố viên và các nhà phân tích pháp lý khác nói rằng cựu Tổng thống Trump đã có một ngày tốt lành trước tòa hôm thứ Năm vì các luật sư của ông cố gắng làm suy yếu uy tín của nhân chứng ngôi sao của bên công tố và cựu luật sư của Trump, Cohen Michael. Ông Cohen được gọi là làm chứng trong vụ cáo buộc của cựu Tổng thống làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến kế hoạch trả nợ cho ông Cohen, người đã trả tiền cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels để giữ im lặng để cáo buộc ngoại tình mà Tổng thống và Trump đã phủ nhận. Đầu tuần này, ông Cohen cáo buộc rằng chính Tổng thống đã chỉ đạo ông trả tiền cho bà Daniels và ông chủ yếu quan tâm đến chiến dịch tranh cử 2016. Những luật sư của cựu Tổng thống Trump Todd Blanche hôm thứ Năm đã ép ông Cohen bằng những tin nhắn văn bản chỉ ra rằng điều ông nghĩ đến ít nhất là ban đầu trong cuộc gọi điện thoại và những cuộc gọi quấy rối mà ông nhận được từ một kẻ chơi khăm 14 tuổi. Ông Cohen cho biết ông tin rằng ông cũng đã nói chuyện với Tổng thống Trump về những thương vụ Daniels vào thời điểm đó, điều mà ông Blanchard phủ nhận. Chúng tôi không yêu cầu niềm tin của bạn, bồi thẩm đoàn này không muốn nghe những gì bạn nghĩ đã xảy ra, ông Blanchard nói. Việc bào chữa có thành công trong việc phá hoại lời khai của ông Cohen hay không có thể quyết định số phận của Tổng thống Trump trong vụ án trong suốt tuần này, tuần lấy tới lời khai thứ tư của phiên tòa. Cựu luật sư của Trump đã mô tả là cuộc họp và cuộc trò chuyện với bồi thẩm đoàn mà không nói với Tổng thống Trump về kế hoạch các cáo buộc nhằm ngăn chặn những câu chuyện tiêu cực đe dọa gây tổn hại đến chiến dịch tranh cử 2016 của ông Trump. Vì những bình luận của ông về cuộc điện thoại đối với ông Schiller, cựu điều tra viên cố vấn đặc biệt của Mueller Andrew Weissman đã viết rằng đó chỉ đến nay là phần chịu hiệu quả nhất trong cuộc kiểm tra chéo của các luật sư của ông. Mặc dù ông Cohen có thể nói về hai điều trong một cuộc gọi, nhưng các tin nhắn cho thấy rằng khả năng ông đã nói chuyện với Schiller về một vấn đề quấy rối chứ không phải là các khoản thanh toán của Daniels, ông viết trên X. Trong dự lễ tốt nghiệp của con ông ngày 13 rằng khi phiên tòa ở New York diễn ra, sự bảo vệ của Tổng thống và Trump đã bị từ chối. Biden hiện đang tìm kiếm sự bảo vệ của Tổng thống mà Trump đã bị từ chối. Biden hiện đang tìm kiếm. Một luật sư Hoa Kỳ Barbara McCarty đã viết trong trang mạng xã hội rằng ông Cohen đã bị đánh trong một cuộc thẩm vấn chéo ngày hôm nay, nhưng nói thêm rằng cảnh báo rằng cơ quan công tố đã dành toàn bộ vụ án để chuẩn bị cho thời điểm này bằng cách những sự
chứng thực trước lời khai của ông bằng các tài liệu và những nhân chứng khác. Tiến thêm một bước nữa, giáo sư luật Jordan Turley của Đại học George Washington, người đã làm chứng tại Hạ viện ủng hộ Tổng thống Trump với tư cách là nhân chứng chuyên môn trong cuộc điều tra luận tội đầu tiên vào 2019, đã viết hôm thứ Sáu rằng ông Cohen đã phải chịu một sự bùng nổ kịch tính trong nhân chứng đứng hôm thứ Năm, gợi ý rằng anh ta đã nói với một lời nói dối khác cho là đã tuyên thệ với các tuyên bố qua điện thoại. Ông viết, ngay cả những người dẫn chương trình và bình luận viên trên CNN hiện nay chỉ trích việc truy tố và nghi ngờ cơ sở có bất kỳ sự kết tội nào, đồng thời nói thêm rằng một số chuyên gia có xảy ra đó tỏ nghi ngờ sau tuyên bố của ông Cohen hôm thứ Năm. Ông nói thêm, câu hỏi đặt ra là liệu bồi thẩm đoàn có nhận ra rằng họ đang bị bên công tố đóng vai hay không? Castell Patel về các cuộc truy tố của Trump. Đó là chấm dứt bản tin hôm nay. Cảm ơn tất cả quý anh chị em đã vào diễn đàn và mến chúc quý anh chị em một ngày cuối tuần bình an.